Hồng Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son, phiên bản Love, hạnh phúc là lựa chọn. Trước hết thì Quốc Thuận xin cảm ơn nhà đồng hành cùng với chương trình Vợ Chồng Son, đó chính là thương hiệu sữa Love. Hạnh phúc là lựa chọn, chọn Love, chọn yêu thương, chọn hạnh phúc. Ở bên đó thì giống như shopping á, kiểu như mall á. Thì cái lần thứ tư em đi thì đi siêu thị á, gọi là đi shopping để mua đồ á. Thì đi ngang một cái tiệm váy cưới, thì anh hỏi em Mary. Mình lấy nhau nha, kiểu như là mình lấy luôn. Em mới nổi như vậy. Nhắc đến, anh chạy vô anh mua chiếc nhẫn luôn. Xong rồi giữa đêm bác sĩ điện cho em, hỏi em ok không, hiện tại tâm lý có ổn không? Gia đình có ai bên cạnh em không? Em với bọn nó có người, nhiều người lắm. Cái nói em là chắc anh không qua. Trời ơi, vậy đó. Ôi trời, mở khóc đi. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một câu chuyện về hạnh phúc của cặp vợ chồng đầu tiên. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Rồi, mời hai anh chị. Trời ơi, anh vui rồi, anh chăm sóc cho cô dâu quá là tỉ mỉ luôn nha. Chú đáo chứ. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Xin chào anh Quốc Thuận, xin chào chị Hồng Vân. Em tên là Quỳnh Mai, hiện em 30 tuổi. Hiện em đang là giám đốc của thẩm mỹ viện VM Beauty. Đây là ông xã của em. Yeah, xin chào Quốc Thuận, xin chào Hồng Vân. Em tên John, 44 tuổi. Em làm bất động sản ở Malaysia. Làm bất động sản ở Malaysia. Ở Mã Lai. Anh là người Mã Lai hả? Người Hoa. Người Hoa. Người Hoa, người Mã Lai gốc Hoa. Không biết cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau, rồi để ý nhau, rồi yêu thương nhau, rồi bây giờ lại là làm vợ làm chồng với nhau. Thì 2013 thì em có một người bạn thân cũng lấy chồng ở bên Malaysia. Thì cũng là ngày dịp Tết của Malaysia thì em qua đến chơi với bạn á. Thì cái người bạn của em là bạn của anh John. Sau lần gặp đó thì tụi em cũng chưa có cảm tình gì hết á. Thì em thấy sao anh hiền, hoặc sao kiểu như có cái cảm giác đặc biệt với anh á. Thì lúc đó thì anh cũng lớn hơn em 13 tuổi. Thì lúc đó em mới có 23 tuổi thôi. Mà lúc đó em nói chuyện với anh thì anh thì em nói bằng em tiếng... Thì chưa nói được tiếng Hoa. Mà tự nhiên giống như là kiểu như không biết sao là duyên á. Mình thấy sao quen thuộc lắm. Duyên phận á. Anh nói có duyên phận á. Duyên phận. Dạ. Nhưng mà phải nói cái gì chứ không lẽ cứ nhìn vậy thôi. Cứ nhìn vậy thôi. Từ từ hợp. Lúc đó anh cũng không phải là cái tiếp người của em luôn. Em thì kiểu hướng ngoại, rất là kiểu thoải mái. Phải sôi nổi đúng không? Sôi nổi, đúng rồi, sôi nổi. Thì trong một cái đám bạn thấy anh ngồi một mình nè, là kiểu lành tính lắm mà kiểu không có bắt chuyện đối với em nữa. Rồi em thấy sao lạ vậy. Xong lần thứ hai cũng vậy, kiểu như là mình cũng dễ thương mà sao anh không để gì tới mình vậy. Em hồi hộp rất sợ, anh không xin số điện thoại em luôn. Lần thứ ba anh xin. Mà xin sao? Cái thời đó là cũng xài iPhone rồi đó. Mà ta sẽ cầm điện thoại đưa xin số, anh lấy tờ giấy cuốn sổ xin em giấy. Em cũng xin xong về em cũng không gọi cho em luôn. Là cái lần đầu tiên mà ảnh nhìn thấy em á, là ảnh có cảm nghĩ như thế nào? Ché huynh nị á, dì xén thì ti xưa chậu rồi đó. Dù sao mô cảnh chứ. Chú hào xong ti xưa khăn tao chú ai sang ra nồng y chen trông chính đó. Anh nói gặp lần đầu là yêu rồi. Ôi là cái lần đầu tiên đúng không? Cái lần mà đi chơi đầu tiên là đi đâu? Ở bên đó thì giống như shopping á, kiểu như mall. Thì cái lần thứ tư em đi thì đi siêu thị á, gọi là đi shopping để mua đồ đó. Thì đi ngang một cái tiệm váy cưới, thì anh hỏi em Mary. Mình lấy nhau nha, kiểu như là mình lấy luôn. Em mới nổi như vậy. Nhắc đến ảnh chạy vô anh mua chiếc nhẫn luôn. Ủa tại sao ảnh lại có một cái coi như lời cầu hôn mà nó rất là nhanh như vậy? Chứ sư chỉ có anh như là cảm chế ai mà anh em chứ sư hào trong hình xấu hình vinh hào trong biết lâu rồi tôi cảm thấy. Anh nói là anh muốn giữ cái mối quan hệ này mà anh muốn thân thuộc á, kiểu như muốn mình về một nhà đó, giống như cảm giác quen em, biết em từ lâu lắm rồi. Mà lúc mà ảnh nói em là Mary đi là em gần đâu luôn? Em nghĩ nó chơi á. Ta nói như vậy hôm nay mình nói không mình cũng ngại lại với cái là anh đưa mình cười cười thôi, mình cười cười nói Mary. Không phải là đám cưới hả? Cái em nói hồi hôm cái anh chạy vô mua đó thì em cũng nghĩ lúc đó là mình kiểu thì con trai thích mình mua quà tặng là chuyện bình thường thôi. Mua xong thì lần đó em đi lên nhà của ảnh, trong cái chuyến đi đó luôn lên nhà
mẹ anh luôn, dẫn em vào cái quán ăn một bàn tròn với gia đình ngồi luôn. Xong rồi về để bàn bàn cưới á. À là bàn cưới luôn. Xong rồi em phải về Việt Nam, em đi một tuần em về Việt Nam. Anh mà về trong Việt Nam. Một tuần chuyện xảy ra là đúng một tuần lễ. Lúc đó sao mình nghĩ sao mình liều quá vậy trời. Cái anh về anh dẫn đi chụp kình cưới áo cưới rồi kêu đặt tiệc. Bao lâu? Một tháng, tháng sau hay là hai tháng sau? Một tháng. Xong rồi về em cũng dẫn về gia đình em, kiểu như mình cũng thật. Nhưng mà bên gia đình của em thì có thấy rằng là cái việc gọi là hỏi cưới em nó quá nhanh như vậy, gia đình bên gia đình em thì rất là thích em có gia đình, kiểu như là mình có nơi để gửi gắm á. Nhưng mà chồng em được cái là gia đình gặp lần đầu tiên cũng rất là mến luôn, cũng tin giống như em luôn. Thì lúc đó em mới 23 tuổi à, anh thì 36 tuổi rồi. Em nghĩ chắc chắn một phải có gia đình, hai là nếu không có gia đình rồi phải có con. Thì anh nói không có con, mà lúc đó tiện như cái duyên phận mình nghĩ là nếu anh có con thì em nuôi. Kiểu như mình không có chấp cái phần đó luôn. Nếu mà một con hai con gì cũng không thành vấn đề. Tại sao em lại thương anh nhiều đến như vậy? Nghĩ em chắc yêu cái tính anh đó. Yêu cái chịu chân thật của người ta đó. Chắc cũng có duyên nghiệp sao á. Chứ mình gặp là mình muốn gần gũi con người này liền, không có muốn xa cách không đúng muốn không xa cách. Và cảm thấy rất là happy đúng không? Sợ mất kiểu như là em rất là hạnh phúc lúc đó đúng không? Đó, bởi vì hạnh phúc là lựa chọn đó em. Hạnh phúc là lựa chọn thì nghe không lựa chọn là thật sự em không lựa chọn và em không chốt đơn luôn là chưa chắc gì coi như hạnh em hạnh phúc là lựa chọn đó, lựa chọn yêu thương để rồi lựa chọn hạnh phúc. Hay không vậy? Rồi ở bên đó thì hai vợ chồng suôn sẻ hay có những cái biến cố gì không? Với em thì ở nước ngoài thì nó sẽ văn hóa nó không giống Việt Nam, em gặp rất là nhiều biến cố luôn, kiểu như là nó sốc văn hóa đó. Em có bị stress không? Chết là giai đoạn đầu đúng em mới qua là em chết rồi. Ví dụ như tại vì đường phố này rồi ăn uống là cái quan trọng nhất thì mình không có ăn được món cái đó. Mùi đúng không? Mà em mới qua em cấm bầu liền, em bị nén liền. Đúng trời ơi, ngán mà em hành anh rất là cực luôn, mà em thấy anh khóc đó, kiểu như em muốn về Việt Nam mà anh thì muốn lo cho em bên đây, xong rồi sanh xong thì ảnh lo cho em hết, lo hết luôn, tắm con, gặp con, giữ con. Quý tử mà. Bây giờ anh cũng vậy, ba đứa bé về là anh cũng quan tâm con. Cái thời điểm mà Covid là hai chồng ở đâu? Ở Malaysia. Có ảnh hưởng không em? Ảnh hưởng. Tại ở bên em bị nhiều hơn Việt Nam mình, em lock out 3 năm luôn. Rồi nhà có ai bị gì không? Cả nhà bệnh hết. Mà tự nhiên ngày thứ tư anh thon, em bị sốt em thở không được đó. Anh thở không được, em hôn mê, anh tự lái xe đi. Lúc đó là anh không thở được. Xong rồi anh vô đó nhập viện. Thì anh bắt đầu nặng luôn. Bác sĩ nói là vô thở bằng máy rồi dòng cao á. Từ em đợi 3-4 ngày, 5-6 ngày là em cảm thấy nghi rồi. Bệnh này càng ngày càng nặng rồi. Mà không liên hệ được, em khóc không. Bắt đầu em xuống tóc. Lúc em mấy tóc em nai dài vậy nè. Lúc em kiểu như là mình biết rồi, là mình nặng lắm rồi đó. Mà xung quanh mình nhiều người mất quá. Xong rồi giữa đêm bác sĩ điện cho em, hỏi em ok không, hiện tại tâm lý có ổn không. Gia đình có ai bên cạnh em không? Em với bọn nó có người, nhiều người lắm. Cái nói em là chắc anh không qua. Trời ơi. Vậy đó. Trời ơi trời. Mà khóc đi. Vậy là ảnh nặng quá, ảnh là gọi là chết đi sống lại đó đúng không? Và sao lúc đó thì như em nghe giống như cái đùng mà kiểu như sét đánh nó kiểu điếng. Không biết gì luôn á. Bác sĩ nói là bệnh của ba chồng bạn đã rất nặng rồi, tim gan phèo phổi thận ảnh hư hết rồi, ảnh bà hư tới 75% á. Là cái cơ hội sống anh mất rồi thì người mới điếng á. Cái điều gì mà làm cho John có thể mà gọi là vượt lên được cái sự sống chết đó? Cô cha đình tầm được đó thì dân suy nghĩ con nhỏ vừa dân tưởng cho bác dân ảnh luôn kiểu vào tầm thôi dân về vào xã hội đó. Anh nói tại vì anh đang hôn mê nhưng mà anh nghĩ nè, thì con còn nhỏ nè, rồi vợ rồi lo lắng á. Nhưng mà chắc nằm ở trong bệnh viện bao lâu, tức là anh bao lâu thì anh hồi phục? Mấy ngày rồi hả? 3 tháng mấy rồi, tất cả đã làm hết rồi, lọc máu anh lọc anh làm hết rồi, quan trọng là cái ý chí của anh. Thì kêu em ở bên đó hay gọi là cầu nguyện á. Lần kia cầu nguyện đi. Chồng em nằm một chỗ thì lâu quá nó bị ngoại tử lưng luôn. Cơ thể thì chắc là ốm hả? Ốm còn là bao nhiêu ký? Anh đi anh 97 ký, anh về anh có 57. Anh chỉ còn xương với da. Rồi lúc về là ở bệnh viện họ đưa xe về hả hay đưa sao? Xe mình đi rước nhưng mà phải 2-3 người cõng ginh về, chứ anh không có động đậy được. Nghe em kể về cái quá trình coi như chết đi sống lại của John á, anh rất xúc động. Mà cái lúc đó em đang trong cái tháng đó là chị Phi Nhung mất nè. Xung quanh mình cái thông tin vì Covid nó nặng rồi, mà cái bạn người bạn thân mà ngày xưa gieo duyên cho em với chồng em mất vào ngày đó luôn, tháng 9 luôn, ngày 19 đó luôn. Là ngày chồng em bị bệnh nặng nhất đó, là tháng 9 19 luôn. Là cái người bạn gái đó, mất hết rồi đó. Cái người đó con gái đúng không? Con trai.
con trai là cái người bạn thân của anh này là Mai á, là Mai cho hai người là mất luôn. Mà bạn em có rất là nhiều người, mà cái người duyên tại mình nghĩ sao mình cảm giác cái cơ hội sống anh cục cái đường đi của mình đó hả. Xong rồi em về chồng em nói là lúc đó ngủ nằm mơ thấy bạn em về kiếm ảnh. Em cảm giác nên ngủ vậy. Thế bạn em có nghĩa là cái bạn đó đó về kiếm ảnh đó hả? Thế cho bây giờ anh muốn hỏi, Vận đang muốn hỏi cho anh em dịch lại nghe. Tức là khi mà bắt đầu được có nghĩa là khi bắt đầu tỉnh táo đó, đó và nhận ra được những người xung quanh và biết rằng là mình vừa vượt qua cái cửa tử đó không chết, thì trong đầu của cho anh nghĩ gì và cái cảm xúc của cho anh như thế nào? Căng hủy á, thì hai người dân chai sèn hủy tâm trí là chai ti xưa này chai sèn thấu não là sèn sầm tâm trí á, dù suy nghĩ sèn sầm dù cảm chết sầm hình to đến quên thì có cảm chết. Dù suy nghĩ cha đến đó trong bằng thầm nhất của sư trong cha đến đó con lòng họ là nhiều. Anh nghĩ là cái là quan trọng là về để lo cho vợ con này. Thế anh vui con. Không? Lúc anh gặp em anh có khóc không? Em lúc khóc mà. Em khóc nhưng anh lúc khóc. Anh nhận ra em anh về. Anh là anh sẽ giúp em, anh kêu là tại vì lúc về Covid xong thì gia đình em lúc em chạy ra em mừng lắm, nhưng mà gia đình kêu em phải xịt vệ sinh này kia đó nên em phải nhào ra ôm á, kiểu như mình mừng lắm. Không có gớm ghiếc gì chứ. Lúc mà ảnh anh xuống á, tại anh bự á, em 3-4 người kinh anh xuống mà ảnh mà té một xuống cái là anh bị luôn á. Rồi ảnh đi toilet anh thấy nhiều anh em vệ sinh cho ảnh, mà mình từ nhỏ lắm mình cũng chưa có lần nào mà nuôi một người bệnh mà nằm cõi giờ liệt luôn đó, nằm luôn đó. Anh thấy vệ sinh mà anh thấy mỗi ngày em phải vệ sinh cái vết thương anh á, nhờ cái em cũng làm về thẩm mỹ, em cũng quen với máu, nó quen với khử trùng, chứ người bình thường nó thấy là sẽ ói đó. Thì nó bị dội, kiểu như muốn dội luôn đó luôn. Tức là hết bao nhiêu tháng ta? Lúc mà phục hồi lại hết về á, từ khi về nhà đó đến được như này là mất bao nhiêu tháng? Bây giờ đó nằm ảnh nằm liệt mà em phải canh chăm ảnh á là 6 tháng. 6 tháng luôn. Wow, giờ anh đi chân tấp chân cao rồi anh phải đẩy từ từ, lúc mà mới đầu từ chập chững đi rất là hồi hộp, bác sĩ nói chỉ cần quỵ xuống một cái luôn là anh thì kiểu như là đột quỵ luôn rồi. Em nói là chúc mừng anh là người cực kỳ có ý chí. Ôi, chị nói không là biết chị gửi lời, chị gọi là ngưỡng mộ khâm phục ảnh á. Cũng hiểu, em cũng cảm giác ngưỡng mộ cái nghị lực của anh đó. Em trách nói giùm với ảnh cho chị đi, anh nó có dùng nghị lực á gì đi rồi. Có nghĩa là sau khi bình phục lại rồi thì John có bị những cái tác dụng phụ hoặc là có bị ảnh hưởng gì đến cái sức khỏe không ạ? Em thấy thì không. Không. Không, chỉ có cái là ngày xưa không có bệnh, bây giờ cũng hơi cảm nhiệt thôi. Còn các em không thấy ảnh hưởng gì hết. Em thấy trẻ lại thôi à. Hỏi vui vẻ rồi. Bệnh xong đi bán nhà có bị lộn không? Có mất trí nhớ không? Có bị mất tiền không? Dù quan tâm sim à. Bán căn này mà đưa lộn căn khác. Vô mà điều ông chị rồi đi chen á. Quên còn xí xí còn hỏi câu này nữa thôi. Là khi mà ảnh bị nhiễm Covid á thì trước đó là đã chích người chưa? Em với anh chích một mũi rồi. Mới chích một mũi thôi. Một thì mũi bác sĩ cũng nói em là nhờ ảnh sống là nhờ một mũi đó. Đúng nhưng rồi. Mà chưa chích nhưng... là cái cơ hội sẽ qua. Thiệt đúng rồi đó. Nhưng mà cũng không ăn thua đó em thấy không? Bởi một mũi cũng chưa ăn thua đâu. Bác sĩ cũng nói là... em cái tình trạng của em vợ chồng em là hơi hy hữu. Thiệt hy hữu, bác sĩ nói hy hữu. Quá hy hữu. Thì như hồi nãy anh nói đó, đã vô ICU rồi là 9 cửa tử. Chỉ có một cửa sống. Mà mọi người vô ICU đa số là 2 tháng trở lại. Chồng em vô ICU nằm trong đó tới. Mà người ta không có máy thở, chồng em nằm mấy tháng trong đó luôn. Thế đó là em phải cảm ơn trời Phật, cảm ơn thậm chí là y bác sĩ ở bên Malaysia đã giúp chồng em. Thôi bây giờ qua cái phần mà những người mà người ta mà đã vượt qua cửa tử rồi thì em nói chị trời nó sống dai dữ dằn luôn á. Đúng rồi. Ông xã em nói vậy đó. Phải không? Đó, sống dai lắm. Bây giờ qua cái phần kia đi. Kể xấu đi chị à. Mà gọi là điểm yếu của chồng, điểm yếu của vợ đi. Đó. Thôi giờ hỏi hỏi John trước đi. Hả? Cô ấy có những cái điểm yếu nào? Ừ, điểm yếu nào không? Điểm nào mà John chưa hài lòng? Hả? Đi qua you some money hay bố mình đi. Thật xấu đó. Chàng chinh đó. Chàng em nói mệt không? Cỡ nói thật đi anh nói không? Chúng ta chẳng nào mà thì hay sư truy tâm hay sư dòng dầu nì đó, không có miêu nì chân được. Sao? Trời ơi, đối với John đó thì là vợ thì không bao giờ có thể có cái xấu được thực. Ủa sự. Chị biết tiếng Hoa hay vậy? Chị cũng nói chuyện bằng tâm linh đó. Không phải không? Em không bao giờ có thể đây này đó.
đúng không? Chị hay quá vậy. Em làm sao mà có thể có điểm xấu được trong đôi mắt của anh, bởi vì em là người đã gọi là đưa anh từ cõi chết trở về. À, chồng em vừa nói vậy luôn. Are you sure? Thật sự anh nghe tiếng Hoa được sẽ hiểu anh đang nói là nói đúng không? Có nhờ em là anh cũng có. Bà thấy ghê vậy. Đôi mắt âm dương. Hay quá. Anh thật, cái cảm nhận mình nó chứ đang... cảm nhận. Ở thấy sợ thiệt ra. Không, anh nói như vậy đó, anh nói. Với lại cái tâm lý là như vậy rồi. Thực sự bây giờ á, sự việc nó mới đây mà em, 6 tháng trời nằm vợ chăm rồi mới đây thôi, thì làm sao mà, thứ nhất là lúc đó là nếu vợ không làm hết mọi thứ thì sao chồng được như này, cho nên là chắc chắn là em không có cái gì có thể làm ảnh không hài lòng được. Không, bây giờ thôi, đó là điều nếu chắc chắn. Nếu mà ảnh không nói thì bây giờ vợ tự nói đi, tự nói đi. Còn đó, có bao giờ mà ảnh hay phàn nàn em về một cái tính gì đó ở em không? Đó, còn điều gì chưa có, mình cảm thấy là mình chưa có hoàn hảo mà anh luôn nói với em là em hoàn hảo rồi. Trời ơi, thôi không thôi. Bây giờ em tự nhận thấy là mình có điều gì chưa hoàn hảo, ví dụ em có ghen chồng không hay là em có hay nhõng nhẽo với ổng mà làm gọi là làm người ta ở tiếng Việt mình là làm tình làm tội á, hay là có thích sôi nổi không, có thích hướng ngoại không đó. Chồng em thì là người hướng nội, em là hướng nội, em là hướng ngoại. Nhưng mà những cái hướng ngoại đó có khiến cho vợ, cho chồng em cảm thấy khó chịu không? Em thấy em khó chịu. Anh thương luôn cái sở thích của mình, thích luôn sở thích của mình, yêu luôn sở thích của mình. Rồi bây giờ tỷ dụ nha, nếu mà hỏi về một cái điểm gì đó ở Sean mà em chưa hài lòng, thì có không? Không có luôn. Không luôn. Rồi tôi không tin nha, tôi không tin trên đời này làm gì có những người mà hoàn hảo hỉ. Bây giờ chị nói em phải tin cái cặp này. Phải không? Thực sự là phải tin cái cặp này. Tại vì nếu John không phải là người tốt á, thì ông trời không có cứu John như vậy đâu. Cái trường hợp của em là hy hữu luôn. Đúng không? Đó. Cho nên em là cái người mà cái cặp chân mày này, cặp chân mày rất là phúc hậu. Gọi là người rất là tốt á. Người không, bây tốt giờ tính á. Bây giờ mình gán soi mối đi. Có không? Có không? Đang định soi mối chuyện đó đó. Thương con quá. Thương con mà chiều con không? Thương mà đội anh đầu đúng như đội đầu đó. Đúng. Xong rồi cái... con cũng thương lại á, kiểu như hai cha con hâm mộ nhau. Thì đang nằm trong nhà là sẽ ba đứa sẽ đu ba cái đó, ba hướng trong cái đầu ba. Wow. Mẹ là qua một bên. Xong rồi nằm là nói ba đẹp trai quá, ba ngưỡng mộ ba đó. Ai ba đó. Em ở nhà bệnh viện em không thấy ba nó. Ba không thấy là bé khen em, khen ba không mà. Nhưng mà ba đứa nó có ăn hiếp ba nó không? Ăn hiếp. Mà thương bất chấp á, kiểu có chưa bao giờ la con luôn hả? Em la xót, em la kiểu như mình la xong thấy anh nhìn xót mình thấy cũng ngại ngại, kiểu mình căng quá mà hơi chiều quá thì thôi. Cặp này đặc biệt đó, thì giờ về đi, em có muốn nói với chồng một cái điều gì đó, từ đáy lòng của em nói với chồng đó. Nhân cơ hội hai bạn tham gia cái chương trình này, nó sẽ là một cái kỷ niệm cho sau này con cái nó rảnh nó cũng sẽ coi. Hoặc là hai vợ chồng lâu lâu coi lại á, ôn lại những con cái cảm xúc. Con trai lớn em bây giờ đi học rồi, nó biết rồi. Kêu mẹ đi Mary là con. Tại vì nó nói sao, tại sao hình cưới không có con. Xong bây giờ thích em Mary đó. Đó đó. Đi ba lắm. Giờ em nói là... với anh đi, em nói bằng tiếng Hoa của em cũng được. Tiếng Hoa tiếng Việt luôn. John nói trước đi. Mình đàn ông mà. Thấy không? Em cứ nói John. Có điều gì nói với vợ hay không? Dù chi hoa là. Dù sao mà hoa. Giao kinh vào chàng. Dù chi hoa giao chàng. Chàng hảo hảo. Tôi anh ý sinh sư đó. Giờ tôi tiếng Việt nó hơi kiểu sớm xuống á. Yêu cả một em yêu cả một đời á. Anh yêu em cả một đời. Em nói gì với chồng em đi. Đứng lên cũng được nha. Ngồi cũng được, sao đâu. Thì em thì lúc nào cũng muốn chồng em vậy thôi. Ở bên em có sức khỏe. Thì em thì thấy công việc kinh doanh hay tất cả cái gì cũng quan trọng, gia đình quan trọng, nhưng mà sức khỏe quan trọng. Thì em muốn anh khỏe như vậy mà. Nói với anh đi, em nói với anh. Nói bằng tiếng Hoa, nhìn vô mắt chồng, nói cho chồng vui đi. Vợ chào, kinh nghiệm easy, anh chiều quá. Thì chồng nhau, nhau khoai lợi, khai xin. Như khoai lợi đó. Thì chỉ không khoai lợi. Hùng đó, kiss. Thông dịch, yêu hứa với em. Hãy nắm tay em đi suốt đoạn đường nha. Vâng, anh hứa. Anh sẽ có trách nhiệm với tình yêu của chúng ta. Bởi vì hạnh phúc là lựa chọn. Anh đã lựa chọn yêu thương. Anh đã lựa chọn hạnh phúc. Và chúc cho các bạn
hãy tận hưởng cái niềm hạnh phúc này suốt đời suốt kiếp và mãi mãi là một cặp vợ chồng yêu thương nhau và chia sẻ cho nhau dù ở dù trong hoàn cảnh nào nghe. Rồi cảm ơn hai bạn nha. Bây giờ mình sẽ chờ lại một chút, sau đó là mình sẽ chơi một cái game về bốc thăm nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn chị John.